Nhưng mà kiếp này chúng ta có duyên lành rất là lớn, được biết đến Phật, Phật Pháp. Trong kinh Đức Phật dạy có bốn điều khó được đó quý vị. Điều thứ nhất là sanh làm người rất khó. Điều thứ hai là được làm người mà có tuổi thọ sống lâu rất khó. Điều thứ ba là được nghe diệu pháp, trở về bên Phật để nghe diệu pháp là một điều khó thứ ba. Và điều thứ tư là được vui gặp Phật. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật, ra đời khó thay. Thật sự trong vòng luân hồi sáu nẻo mà chúng ta được sanh làm người vô cùng khó. Trong kinh có ví dụ như thế này mà quý vị thấy nó khó. Giống như mình cầm cái kia mà mình để ngược lên, rồi hốt một nắm cát á, thả xuống cái đầu kim, thì những cái hạt cát nào mà trúng cái đầu kim á, thì những hạt cát đó được ví giống được sanh làm người. Còn mà nó trợt qua hai bên là nó đi xuống cõi khổ không. Vì vậy Đức Phật Ngài có ví dụ là những người mà sanh làm người, sanh về cõi vui đó, làm người cõi trời á, thì nó giống như cái sừng con bò vậy đó. Còn những người mà sanh về bốn cõi khổ á, nó nhiều như là số lông con bò. Một cái sự ví dụ rất là khập khiễng phải không? Quý vị nghĩ con bò coi, có mấy cái sừng? Mấy cái sừng? Không biết con bò mấy sừng luôn hả? Hai sừng. Trả lời đi, không có sợ. Sư hỏi gì trả lời cái đó. Hôm nay là mình nghe pháp á, là quý vị là một cái đối tác, là cái người nghe. Chúng tôi là người nói. Thầy trụ trì hôm nay tổ chức khóa tu mà có cái thời gian này á, là thầy trụ trì đã giao cho chúng tôi một cái công việc là giảng pháp. Và công việc giảng pháp này có được thành công hay không á, là phải nhờ vào quý vị. Quý vị phải nghe như thế nào để cho đối tác người ta có cảm xúc, người ta giải. Cho nên phải tập trung. Coi như hôm nay là cái buổi nói chuyện thân thương trong cái gia đình nhà Phật. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non vào trong cửa Phật là con một nhà. Cho nên hôm nay mình cứ thả lỏng, nhẹ nhàng, chứ đừng có ngồi gồng rồi rung, không có. Nếu mà rung thì thật sự chúng tôi là người rung hơn quý vị. Thấy không nè, phải nhẹ nhàng để mà giao tiếp. Cảm quan qua lại, xúc tác. Và hỏi lại con bò có mấy cái sừng? Hai sừng. Con bò có nhiều cái lông? Như vậy thì Đức Phật Ngài nói cái người mà sanh làm người, sanh về cõi vui nó ít giống như hai cái sừng vậy đó. Còn cái số người mà sanh về cõi khổ hay là những cái nơi khác là giống như là số lông con bò. Cho nên đó, được gọi là sanh làm người rất là khó đó. Cái ý như vậy. Có nhiều người nói thưa sư, sao con thấy bây giờ nhân loại ngày bây giờ chuẩn bị lên cán mức 8 tỷ người rồi, mình đâu được khó. Sanh nào ào ào luôn, ngày nào cũng trên thế giới này ngày nào cũng sanh nào ào ào. Chúng tôi nói vậy để cho quý vị biết cái sự so sánh của Đức Phật là chính xác. Loài người mình kể cả năm châu bốn biển, da vàng, da đen, da trắng, da đỏ, gồm hết lại trên thế giới này là khoảng gần 8 tỷ người. Con số mình có thể đếm được, đúng không nè? Nhưng bây giờ chúng tôi không nói cái cõi vô hình nha, mà chúng tôi nói cái cõi hữu hình thôi. Mà chúng tôi chỉ lấy một cái cõi gọi là súc sinh thôi.
Chúng ta có bốn cái cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà mình lấy cái cõi gọi là súc sinh đó, tại ba cái cõi kia nó vô hình. Cái cõi súc sinh nó có hình, nó có hữu hình. Bây giờ súc sinh thôi, theo quý vị trên thế gian này có bao nhiêu loài súc sinh? Vô số, đúng không nè? Và bây giờ vô số loài súc sinh, chúng tôi chỉ lấy một loài thôi, thí dụ loài kiến thôi cho dễ biết. Loài kiến thôi. Bây giờ nhân loại mà đem so sánh với cái loài kiến thôi nha, chứ không dám so sánh với cái loài súc sinh mà nhiều loài như vậy thì mình không cách gì bằng rồi. Nhưng mà so với loài kiến thôi. Bây giờ xin lỗi quý vị, tính cái số kiến ở trong chùa Liên Hoa này thôi, quý vị biết được nhiêu con không? Rồi loài người mình so với loài kiến này có bằng không? Một ổ kiến là biết bao nhiêu con. Một cái vùng đất chùa Liên Hoa này là bao nhiêu ngàn mét vuông. Bây giờ thử đếm coi kiến có bao nhiêu con. Mà chưa dám so với loài cá, rồi mối, rồi chim chóc, muôn thú. Như vậy loài người mới ít không? Ít không? Giống hai cái sừng không? Đó, còn muôn thú là muôn loài chúng sanh khác là giống như cái số. Đó là mình chưa nói những cái loài vô hình đó, đó. Vô hình là nó không có hữu hình này, nó còn nhiều nữa, hiểu chưa? Cho nên Đức Phật mới nói rằng là Kicho Manusat Patilapho là gì? Sanh làm người rất là khó, như là hai cái sừng. Nghe cho kỹ chỗ này, chúng tôi so sánh là quý vị thấy là rất là ít. Là người 7 tỷ mà mình đừng nói chi so với cái loài cá của cái con sông này với loài biển đại dương trên thế giới thì vô số, đúng không nè? Rồi loài kiến, loài mối là vô số. Các loài côn trùng ở mấy cái nơi ẩm thấp là vô số. Chưa nói các loài chim, thú, muôn thứ ở trong rừng nó nhiều lắm. Vô trong rừng thì là bao nhiêu là các loài, phải không? Mà đem ra cộng thì cái 7 tỷ người mình so với họ làm sao? Không có so sánh được. Giống như hai cái sừng, còn họ thì giống như số sầu lông. Như vậy thì quý vị có hiểu được cái ý này không? Đó, nghe thì thấy nó không vô lý, nhưng mà phân tích ra thấy rất là có lý. Cho nên hôm nay mình có duyên mà được sanh làm người. Cái điều khó thứ hai là gì quý vị biết không? Cái chăng mắt cha nó chi quý tăng. Được làm người mà có tuổi thọ, sống lâu. Tại có những chúng sanh quý vị biết họ ở trong bầu thai là họ cũng chết rồi. Có những người chết trong bầu thai, chưa kịp ra đời đã chết trong bầu thai rồi. Rất nhiều, những thai nhi bây giờ chết nhiều lắm. Rồi có những chúng sanh vừa chào đời cũng chết. 1 tuổi cũng chết, 10 tuổi cũng chết. Và thậm chí lớn như tụi mình bây giờ này là cái chết nó đang rình rập nữa đó. Sống nay chứ biết mai nó còn sống không nữa. Rồi bước ra đường thì bao nhiêu là cái sự nguy hiểm, nguy hại đến cái tánh mạng này, phải không nè? Nguy hiểm dữ lắm. Có những người buổi sáng dắt xe ra đi rồi không có trở về nhà nữa đó quý vị. Cho nên cái mạng sống nó bấp bênh lắm. Cái sự chết nó chực chờ, đúng không nè? Cho nên mà mình hôm nay mình sống bạc đầu hết trơn là phải là khó không? Khó lắm. Hồi còn nhỏ mà nằm trong nôi ngoe 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 mà lỡ cha mẹ bất cẩn cái rớt cũng xuống đất cũng chết. Nhất là cái vùng sông nước này nè, lọt xuống sông là chết. Té cũng chết, điện giật cũng chết. Nói chung là 100 cái lý do để mà chết. Rồi bệnh hoạn mà chết nữa. Cho nên mà mình giờ mình sống được như thế này là quý vị thấy nó khó không? Khó lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nhất là vừa rồi một cái đại dịch Covid nữa, thấy không? Cực kỳ là khó. Mà mình còn thở, ngồi đây. Nhiều người hết thở rồi. Nhiều người thở oxy, thở không nổi nữa. Cho nên cái mạng sống nó bấp bênh, nó vô thường, nó nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói ai mà sanh làm người đã khó rồi, mà làm người mà được sống đến ngày hôm nay là một điều khó thứ hai. Nghe cho kỹ nghe. Điều khó thứ ba là gì? Được nghe diệu pháp. Hôm nay quý vị nghĩ đi, nói sơ sơ thôi nghe, nguyện chợ gạo mình nè, chắc giờ này có nhiêu đây ngồi nghe pháp rồi chứ ai, phải không? Nguyện chợ gạo mình ngày hôm nay có mình chùa Liên Hoa tổ chức giảng pháp. Cái huyện này bao nhiêu triệu người, đúng không? Rồi cái tỉnh Tiền Giang này bao nhiêu,
Rồi nước Việt Nam này bao nhiêu, rồi cả thế giới bao nhiêu, mà giờ có nhiêu đây ngồi nghe pháp, thì quý vị thấy nó hiếm không? Khó lắm mà được nghe. Cho nên quý vị là những viên ngọc quý, nhờ cái khóa tu trở về bên Phật đó quý vị mới kia, chứ không trở về bên Phật sao nghe, thấy không? Còn đi lòng vòng ngoài sao nghe. Đó. Vì vậy cái điều khó thứ ba được nghe diệu pháp. Điều khó thứ tư là được vui gặp Phật. Đó, mình trở về bên Phật làm sao để mình gặp Phật. Gặp Phật ở đây là ngoài cái ý nghĩa gặp hình tướng ra, chúng ta còn phải gặp cái nội dung, là cái tâm chúng ta phải có Phật. Mình học Phật là để từ bi. Hôm nay mình đến đây mình trở về bên Phật để mình học Phật là mình để từ bi, chứ không phải để khinh khi sự đời nghe. Học Phật để hiểu tình người, sẽ chia thương mến, nói lời sáng trong. Mình hôm nay là ai nè? Mình hôm nay có cái tên là gì? Là Phật, Phật tử. Theo quý vị hiểu Phật tử là gì? Con Phật, hay quá. Con Phật. Thì hôm nay mình là những người con, đúng không? Trong cái dòng sanh tử luân hồi này mình lưu lạc bao nhiêu đời kiếp rồi. Kiếp này cái mình có duyên mình được trở về bên Phật. Nhưng mà đó là mình trở về cái hình thức thôi, thân xác này thôi, vật lý này thôi. Nhưng mà cái phần tâm lý nội dung phải thật sự mới trở về bên Phật. Là mình phải làm sao cho giống Phật. Nhìn lên gương mặt của Đức Phật đi, nhìn sâu vô ánh mắt của Ngài, xem Ngài có từ bi không, có sân si không. Rồi về soi gương, nhìn sâu vô ánh mắt của mình đi, xem nó sân si nhiều hay từ bi nhiều. Sao cười vậy? Như vậy thì mình chưa có trở về bên Phật với cái tánh ý. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa, ý không tham ác gian tà, chuyển xoay ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn. Hôm nay quý vị trở về nhà, Đức Phật là vị cha, mình là người con lưu lạc xa xứ trong luân hồi vô số kiếp. Kiếp này may mắn quá, được làm người có tuổi thọ nữa, là sống lâu, rồi được nghe chánh pháp nữa, diệu pháp nữa. Rồi bây giờ mình trở về chùa để mình gặp Phật, trở về bên Phật. Đứa con lưu lạc lâu nay trở về nhìn vị cha, coi mình có giống cha không. Hôm nay làm sao phải cho giống cha? Thì muốn giống Đức Phật thì sao nè? Thứ nhất, thân không trộm cắp làm liều, tức là mình giữ tam nghiệp. Thân thì không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhớ chưa? Đó, phải giống Phật cho đó. Khẩu thì sao? Không được nói dối, nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích. Ý thì sao? Không có được tham ác, sân ác, tà kiến ác. Nói gọn là không được tham sân si. Bây giờ khổ một cái mình không tham không được, không sân cũng không xong. Vô minh quá thì phải có si, phải không nè? Cho nên hôm nay mình về với bên Phật để làm gì? Hôm nay chúng tôi giảng bài giảng có hai câu thôi. Chúng tôi muốn cho quý vị nhớ, đó là không học Phật thì không hết ngu, không chịu tu thì không hết khổ.
Đó là đề tài hôm nay. Nói lòng vòng, mục đích là muốn giới thiệu cái đề tài để mà bài giảng hôm nay. Quý vị phải đi nghe, phải có cái đề tài, chủ đề để mình nhớ lại. Đọc theo cho nhớ nè. Đề tài hôm nay là không học Phật thì không hết ngu, không chịu tu thì không hết khổ. Đọc lại cho lớn lên. Không học Phật thêm lần nữa. Lâu nay có học Phật không? Nói rằng là lâu nay trong dòng sanh tử luân hồi, nhiều đời nhiều kiếp con lưu lạc vì si mê, hiểu chưa? Không có học Phật. Kiếp này may mắn con được sanh làm người, được chưa? Mà cái người còn sống mới quan trọng nha, chứ không mà chết rồi, chết rồi uổng kiếp người luôn á. Có nhiều người giờ cũng là nhắm mắt rồi, qua đời rồi. Mình may mắn là mình còn sống, rồi mình gặp được cái chùa Liên Hoa này, mình có duyên, rồi mình đang tham dự cái khóa tu có cái tựa đề là gì? Gì? Con về bên Phật. Để mình làm gì? Để học Phật. Ồ, hay quá. Để mình làm học Phật để làm gì? Để hết ngu. Trời ơi, nhiều đó mà cũng chưa hiểu, nó bế vậy đó chứ. Trở lại, mình về hôm nay mà con về bên Phật để làm gì nè? Để học Phật. Mục đích học Phật để làm gì? Để hết ngu. Rồi thứ hai là con về bên Phật để làm gì nè? Để tu. Đúng rồi, hay, bên đây mới thông minh nè. Bên đây lộn xộn quá. À, bên đây là mới đúng nè. Thứ nhất là về để học, học Phật. Thứ hai là về để tu Phật. Mục đích học Phật để là hết, hết ngu. Mục đích tu để làm gì? Đó. Bây giờ xin hỏi quý vị, còn khổ không? Giờ muốn hết khổ phải sao? Muốn hết ngu thì học Phật, mà muốn hết khổ thì phải chịu tu, đúng không? Đọc theo chúng tôi. Muốn hết khó chịu, đọc theo. Muốn hết khó chịu thì phải chịu khó, đúng không? Mà chịu khó làm gì? À, chịu khó học Phật và chịu khó để tu, đúng không? Hôm nay chủ đề nó có hai chữ, đó là học và tu. Đó, trở về bên Phật mà không học không tu thì làm gì? Ngồi đó hả? Mình trở về bên Phật chỉ có học và tu thôi. Mà mình thì nhiều khi trở về bên đây cũng không chịu học chịu tu nữa. Cho nên nó có cái bài thơ là con là ai đó. Con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Đã già rồi mà còn gân guốc không à, còn móc méo lum hết, sân si nữa. Nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Cuộc đời con thích ôm đờm, 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày vía bục thì ấp e lam hiền. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền rồi lại mê yêu nữa. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa, làm sao tu? Phải không? Như vậy mình là ai? Mình là ai? Không hiểu luôn hả? Mình là một đứa con lai, nửa lai ai? Nửa lai ai? Ta bà, đúng rồi. Cảm ơn cô. Trời ơi, ta bà ha không đó. Trời ơi, chút xíu xong hết khóa tu là đi ra ngoài đường là ta bà ha luôn đó. Đó, hôm nay mục đích hôm nay là giảng cái bài pháp này là lại bước vô đây nghe là cái chủ đề khóa tu chúng ta là trở về bên Phật. Sẵn đây xin tặng quý vị bài hát. Đó, quan trọng lắm bài hát này.
Bài hát này á nghe là muốn nói lên cái chủ đề là trở về bên Phật đó. Quay về bên Phật đó, trở về bên Phật và quay về bên Phật. Mà quay về bên Phật để làm gì? Nói coi. Để học. Học để làm gì? Rồi sau đó tiếp tục là gì? Phải tu. Tu để làm gì? Đó. Như vậy thì con quay về bên Phật, mục đích là con để học và tu. Vì sao? Vì con muốn hết ngu thì con phải, con muốn hết khổ thì con phải. Đó. Bài hát quay về bên Phật. Con nay quay về, nương tựa thầy để tu, cuộc đời an vui cho tâm hồn hướng về tu hành. Đời quá u phiền, tâm con thường luôn dấn dương. Thầy khuyên con nên tu hành cho tâm quay về tâm vắng lặng mà thôi, nương pháp an vui. Con tri ân thầy bao lời thầy giải khuyên, thực hành siêng năng con không còn não phiền che mờ, từ bỏ chấp thường tâm quay về nương pháp tu. Bởi do xưa kia sai đường, cho nên trong đời tâm chấp nhiều bởi lòng tham. Con quá si mê, vui thay đời nay đau khổ, dù gặp bao trắc trở hoặc gặp bao gian khổ, thì mình nương tam bảo giữ tâm hồn cho thật bình an. Bao nhiêu năm qua tinh tấn tu hành, tâm thấy an lành, con sống vui đời, không có ưu phiền, không chán đời như mọi người. Con nay quay về tam bảo từ nơi tâm, thực hành tam quy, con xin nguyện giữ tròn năm điều. Dù khó khăn gì vẫn một lòng tu đến nơi, đừng cho tâm đi sai đường. Con tin trong đời con sẽ thành tựu thôi, ôi quá mừng vui. Đừng cho tâm đi sai đường, con tin trong đời con sẽ thành tựu thôi, ôi quá mừng à vui. Hay quá thầy ơi hả? Chắc xin phép trời muốn hát luôn vậy đó hả? Rồi, rồi hay à. Cái bài hôm nay á, là quay về bên Phật, mà cái chủ đề khóa tu chúng ta là gì? Trở hả? Hả? Con về bên Phật. Thôi bài pháp hôm nay lấy cái tựa đề là con về bên Phật luôn đi. Về bên Phật để làm gì? Là để gì? Để học. Mục đích học để làm gì? Để hết ngu. Đúng rồi. Hết ngu. Rồi về bên Phật để làm gì? Để tu. Bước thứ hai là tu. Mục đích tu để làm gì? Đó.
Như vậy thì khóa tu chúng ta có tựa đề là trở về bên Phật. Hôm nay chúng tôi mượn cái chủ đề khóa tu để làm cái đề tài giảng pháp luôn. Nhớ nghe, cái nội dung á của cái chủ đề là trở về bên Phật là để học và tu. Đầu tiên là chúng ta muốn hết ngu thì phải học Phật, đúng chưa? Rồi muốn hết khổ thì phải chịu tu đó. Mà muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Muốn cầu đạo thì phải cạo đầu đó. Không dám nói à? Phải nói chứ, trời ơi, nó mới có dần chứ, thấy không? Chút xíu nữa trưa nay tu xong là thỉnh thầy, quý vị sắp hàng ra sao thầy xuống tóc hết. Đọc lại, muốn hết khó chịu thì phải chịu khó, muốn hết ngu phải học Phật, muốn hết khổ, muốn cầu đạo, à đó, hay, thuộc rồi đó. Đó, cái nội dung hôm nay nó vậy thôi. Hôm nay dễ không? Nghe pháp dễ không? Cái nội dung như vậy. Bây giờ mới phân tích nè. Bây giờ mình học Phật để hết ngu. Ủa mình ngu cái gì? À, hôm nay chỉ cho mình ngu cái gì. Mình ngu dữ lắm. Vì mình không có hiểu biết được cái bản chất của thế gian. Mình không có biết được cái sự việc của thế gian. Cho nên nhiều khi mình không có chịu chấp nhận. Chính vì mình không chấp nhận cho nên mình mới khổ. Nghe thầy nói, nghe sư nói, tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an. Đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Hôm nay mà đến mình học là học cái gì? Học đạo vàng Như Lai. Mà hãy có học thì mới hết. Hết gì? Hết ngu đó. Ngu dữ lắm. Nhưng mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy là cái người mà ngu biết mình ngu á, nhờ vậy hy vọng trở thành người trí. Cho nên hôm nay quý vị biết mình ngu không sao. Sợ nhất là cái người mà ngu mà biết mà cứ tưởng mình trí á, đó mới ghê. Mình là sói mà cứ giả là nai là mới ghê. Thấy không? Mình là ngu mà cứ tưởng mình trí thì kẻ ấy Đức Phật gọi là đại ngu. Bây giờ chúng tôi nói cho quý vị thấy là mình ngu ở chỗ nào. Đó. Thứ nhất là mình không có hiểu được thế gian này nó xoay vần theo một cái quy luật, đó là luật nhân quả. Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra không? Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Cho nên là mình không có hiểu, tức là ta sanh ra đời là để trải nghiệp, đúng không nè? Nghiệp thiện cũng trả đó, nghiệp ác cũng trả. Mà nghiệp là của ai? Của ai? Của mình. Hay quá. Mình trả nghiệp của mình, chứ đâu có trả nghiệp dùm cái bà kế bên đâu mà ngồi đó sợ. Thấy không nè? Cho nên là tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian, biết đạo không buồn chuyện trái ngang nữa. Vì có gì đâu mà buồn. Nếu cái nghiệp đó là đến thì mình trả, thì nghiệp của ai? Của mình. Thì mình trả chứ có trả dùm cho ai đâu mà mình ngại, phải không? Cho nên chúng tôi hay nói một câu là ta sanh ra đời là đã trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay,
vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Trước đây mình chưa tu mình sợ nghiệp lắm, nhưng mà có tránh được không? Nhớ cho kỹ nghe, Phật dạy cho dù bay dúc lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Mình gieo một cái nhân, đến cái thời kỳ nó trổ quả thì Phật dạy rồi, cho dù có bay lên trời, có nhiều người chết trên trời máy bay rớt, cho dù mà có chui xuống biển, ra biển chìm ghe chết dưới biển cũng chết, có núp vào hang núi có trốn được nghiệp không? Không, không trốn được. Cho nên phải chấp nhận. Vì vậy chúng ta vô minh ở cái chỗ gì? Đã biết vô thường mà còn phiền não, thấy vô minh không? Vô minh là gì? Vô minh là gì? Là ngu. À đúng rồi, vô minh là ngu. Vô minh là không minh, không minh là không sáng, không sáng là ngu, đúng không? Mình cứ học chữ đâu nghĩa đó vậy đó. Cho nên người ta nói cái quán không, quán không là biết gì không? Không phải quán tánh không đâu nghe, mà quán không là quán vắng là quán ế thôi chứ có gì đó. Vô minh là ngu, đã biết vô thường sao còn phiền não, đã biết phiền não sao còn khổ đau, thấy vô minh không? Đã biết khổ đau sao còn trói, trói buộc là vô minh. Đã biết trói buộc mà không chịu buông nữa thì quý vị thấy ngu dữ không? Thấy không nè? Cho nên cái con người chúng ta nó khổ là gì sao? Thứ nhất là buông không đành, thấy không nè? Thứ hai là nghĩ không thông. Thứ ba là gì? Nhìn không thấu. Thứ tư là gì? Quên không được, khổ quá. Đúng không nè? Đúng thì cho nàng vỗ tay. Như vậy thì muốn hết vô minh thì phải học, học Phật để cho mình có trí tuệ. Mình có trí tuệ mình sáng thì lúc đó cuộc sống của mình nó an vui lắm, nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua, có thể gần có thể xa, duyên trong cõi tạm tựa là gió mây, ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an, yêu đời sẽ thấy lạc quan, thương người sẽ thấy vô vàn niềm vui. Đâu có gì tự phát sanh. Nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh, không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Khi người hạnh phúc thì mình mới yên vui, mà khi người đau khổ mình có yên vui không? Có không? Vậy mà có người người ta đau khổ mình yên vui. Ác vậy đó. Dù mình dữ lắm, cứ làm cho ta khổ thì mới hả dạ. Nếu mà không muốn người ta khổ thì làm gì mình chửi người ta. Cho nên đây khuyên là dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán thì nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì sao? Mau sửa tánh tình. Quý vị thương chúng sinh thì quý vị ráng sửa tánh tình. Thương ông chồng mình thì cũng sửa tánh tình mình lại chút. Đừng mong thay đổi một người hay một vật làm cho mình khó chịu. Hãy mong thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Hiểu chưa? Thương nhau thì mau sửa tánh tình. Tu là sửa mà. Đúng không? Quý vị đồng ý chúng tôi tu là sửa không? Mà mình tu mình không sửa miếng nào á, tối ngày sửa người ta không.
Mình đi tu mục đích là mình đi sửa, sửa ai? Sửa mình. Đi tu là để thấy mình, đọc theo cho nó vui. Đọc lớn lên, đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để rình người ta. Mục đích của mình đến đây học Phật để tu, để thấy, thấy ai? Thấy mình, đúng rồi. Thấy mình sai cái gì, sửa cái đó, đúng rồi. Như đó thôi. Chứ không phải vô đây để nhìn người này người nọ. Mình có cái bệnh lớn lắm. Không biết lúc trước Thượng Đế tạo ra con người mình hai mắt quay ra làm chi, không biết, phải quay vô đỡ quá. Thấy không? Sư mà người mà nắng ra con người, xin nắng hai mắt quay vô cho khỏi thấy đường đi, đụng đầu cho biết. Được hai mắt quay ra xuống muốn chết để nhìn đường đi, không chịu nhìn, nhìn người khác không. Rồi nhìn xong rồi phải sao? Nói. Rồi tự nhiên biến mình thành một cái quan tò cho người khác. Ở đâu vậy? Có bằng cấp không? Tự nhiên tự xưng mình quan tò, hết phán người này phán người nọ nghe. Mình hay lắm mà. Mới nhìn ta nói, cái này được à, cái này không được à. À, cái này nhìn thấy dễ thương, cái này nhìn thấy ghét à. Tôi nhìn rồi, tôi nói với bà là tôi nhìn là không được rồi, là không được mà cãi tôi không đó. Ở đâu vậy? Ở đâu mà có làm bà quan tò. Nhưng mà mình hay làm luật sư cho mình lắm mà. Hiểu không? Người ta nói gì sai cái cãi, bào chữa. Như vậy thì bây giờ cái người không tu á, họ làm quan tò cho người khác, họ làm luật sư cho chính họ. Nhưng hôm nay mình tu thì sao nè? Phải làm quan tò cho chính mình mà là luật sư cho người khác. Hiểu ý không? Người ta có sai thì mình phải bào chữa. Cái nhiệm vụ luật sư là gì? Là bào chữa cho thân chủ. Mỗi lần ra tòa luật sư họ phải cố gắng làm sao để họ bào chữa cho cái thân chủ của họ. Tội nặng thành tội nhẹ, phải không nè? Tội nhẹ thành trắng án luôn. Thì mình bây giờ là vậy. Nhìn ai mà thấy người ta có lỗi thì sao? Phải bào chữa, phải bao dung. Chứ đừng có bung dao. Vì cái quy luật đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan, đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất, đi về phía được mất thì lòng liền bị hẹp đi, đi về phía từ bi thì tâm tự nhiên rộng lớn, đi về phía thiệt hơn thì đời gập ghềnh lên xuống, đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tự sinh, đi về phía thiện bình thì tham sân si vô hiệu, mà đi về phía thấu hiểu lòng tự khắc bao dung, chứ không có bung dao. Mình nhìn mình hiểu được người ta thì mình hiểu thì mình thương, thì mình thương thì mình sẵn sàng bao dung. Mà mình lạ lắm, hễ mình thương ai rồi mình binh dữ lắm, mà ghét ai rồi nghe, chẳng những không binh mà còn nói thêm vô nữa. Trời ơi, ghê vậy đó. Không biết từ đâu. Thương như ghét dữ lắm. Bây giờ mình sống làm sao mình vượt qua được cái sự tây dị gì thương, tây dị gì ghét. Khi mà mình nói đến người khác mà mình nói bằng cái tâm tây dị thì dứt khoát đừng nói, bởi vì nó không có chính xác. Lúc mình ghét rồi thì mình hay nói thêm lắm, thêm cái xấu cho người ta. Lúc mình thương thì mình hay nói thêm lắm. Thêm cái gì? Thêm cái tốt cho người ta cũng không được. Cho nên hôm nay là chúng tôi hướng dẫn cho quý vị là một cái trạng thái tâm là quân bình, an nhiên trước mọi cảnh. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Mình phải ráng giữ cái tâm nó bình. Bình là sao? Nó không có thiên lệch, nó không có quá thương, để rồi không phải quá ghét.
mình có một cái bệnh rất là đặc kỳ cục, là cái thương thì thương dữ lắm, đến chừng ghét rồi không thèm dòm mặt luôn đó. Cũng cái người đó đó, lúc thương đó, thương dữ, nhưng mà lúc ghét rồi không thèm dòm mặt nữa, đừng có nói chi gặp, đừng có nói chi mà nói chuyện, đừng có chi làm giúp đỡ. Chính vì vậy mà mình ở hai thái cực không à. Khi vui thì vui ngất mình đó nghe, mà khi buồn thì buồn hiu à. Thích ưa thì sắm đủ điều hết, đến khi chê chán thì bỏ liều như trời rồi. Mình xét lại mình thấy như vậy. Thì hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải tránh cái chữ quá, mà nên tu cái chữ khéo. Ông bà ngày xưa dạy hết trơn rồi, hay lắm. Có nghe câu ta nói giận quá thì sao không? Mà no quá thì sao? Mất ngon, trời ơi, không nhớ được, nhớ được con câu rồi hả? Cái gì thấy khó không? Cho nên nghe cái chỗ này, thấy khó chỗ này mới thương các vị giảng sư. Trời, ta nhớ muốn chết gì đó. Mình có hai câu mình còn quên, nhớ được câu đầu, giận quá thì mất khôn, no quá cái dòm. Dám no quá ăn không nổi lắm. No quá thì mất ngon, mà quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn, mà quá quan tâm sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Cho nên hôm nay mục đích chúng ta tu học để gì? Tránh đi cái chữ quá. Bởi vì cố quá là sẽ quá. Quá cố là sao? Hay. Không có cố quá một cái gì hết. Nhớ chưa? Bởi vì cố quá sẽ bị quá. Quá cố. Cho nên tránh đi cái chữ quá, mà nên tu cái chữ gì? Khéo. Chữ khéo. Linh đinh qua cửa thần phù, khéo tu thị dụng tu thị chèm. Khéo tu thì bớt khổ, giỏi tu thì hết khổ, dở tu thì than khổ. Đó. Quý vị đây có than khổ không? Là biết mình dở tu. Như vậy nhớ giùm chúng tôi là tránh cái chữ gì? Tu cái chữ gì? Đó, hôm nay quý vị học hai chữ này thôi. Bây giờ tránh cái chữ quá là thứ nhất là gì? Giận quá thì, cho nên ông bà mình ngày xưa thấy mình giận lên, bà nhắc mình chữ gì biết không? Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại con, tao thấy mày ngu dữ lắm rồi đó, tao giận lên nó mất khôn. Đọc lại, giận quá thì mất, no quá thì, quá thân thuộc thì giỏi. Quá yêu thương thì không nhớ luôn bây giờ đó. Cái chỗ này nè, mấy quý vị mới nghe là quý vị mới thương giảng sư. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị sau này phải có một ánh nhìn thương các vị giảng sư. Lỡ người ta có giảng trật một chút, thiếu một chút thì sao? Hiểu và thương hoan hỷ, đúng rồi. Chứ đừng có trách. Mình đây nhớ còn không nổi nữa mà trách người ta cái gì. Thấy không? Người ta phải nhớ cả trăm điều người ta nói. Mình có hai điều nãy giờ mà còn quên lên quên xuống. Đọc lại, quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn, quá quan tâm sẽ thành bó buộc, quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Đừng có cố quá để rồi quá cố. Đọc lại, quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán. 2, 3. Thấy chưa? Thấy thương giảng sư không?
Thường cho dàn vỗ tay đi mới mốc. Có bốn câu à, đọc được hai câu cũng đỡ, đọc được có một câu à, mà câu đó người ta nhắc nữa. Chứ đề ba, ta đề ba có câu, ta đề ba đọc được câu thứ hai, không đề ba chả không nổi. Đọc lại, quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán. Hai, ba. Quá yêu thương. Trời ơi, cầm tập luôn mà đọc cũng sai nữa. Rồi viết nãy giờ tùm lum ở trong đó mà đọc còn trật nữa. Đọc lại, quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán. Quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn. Quá quan tâm sẽ thành bó buộc. Quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Cố quá sẽ bị quá cố. Đó, thuộc chưa? Thuộc nói không? Trời ơi, viết quá trời kìa cô viết. Học thuộc cái này là mới nghĩ à. Chúng tôi chọc quý vị vui thôi chứ thật sự ra quý vị chích ngừa bốn mũi chưa? Thấy chưa? Cái này là triệu chứng của hậu Covid. Đúng không? Có nhiễm không? Đây có ai nhiễm không? Đó, nhiễm mũi, nhiễm mà tính thành mũi đó. Thành năm mũi rồi sao nhớ nổi. Thôi đọc hết cái này đi rồi nghỉ nghe. Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán. Quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn. Quá quan tâm sẽ thành bó buộc. Quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Cố quá sẽ thành quá cố. Cho nên cuộc đời này nên tránh cái chữ gì? Chữ quá. Nên tu cái chữ gì? Chữ khéo. À, chữ khéo hay lắm à. Khéo như lý tác ý nè. Phải khéo tu nè thì mới được. Tu không phải dễ tu đâu. Tu mà không khéo, tu mà không ấy là nó tu không thành. Cho nên phải khéo tu. Đọc lại, quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán. Quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn. Quá quan tâm sẽ thành bó buộc. Quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Bây giờ đọc bốn câu thôi nghe, bỏ một câu cuối đi. Nghe quá cố sợ mà dám đọc hết á. Bốn câu thôi, đọc cho thuộc rồi nghỉ nghe. Nghe ít mà hiểu nhiều mà nhớ. Còn hơn là nói cả tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ mà không nhớ gì được. Nghe, đọc lại. Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán. Hai, ba. Thấy thương quá. Học trò sư to là có tuổi không? Đọc lần là cho ngọt là kết thúc nha. Quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán. Hai, ba. Giỏi quá, vỗ tay chúc mừng mình đi. Cầm tập đọc không à. Vậy cũng giỏi rồi, chúng tôi chọc quý vị vậy thôi. Thật sự chúng tôi rất thương quý vị. Quý vị đã bỏ thời gian về đây để mà ngồi nghe pháp như vậy là chúng tôi thấy là đã khó, đã quý lắm rồi. Biết bao nhiêu người giờ còn đứng ở ngoài không chịu nghe kìa. Đúng không? À, mai mốt nói thầy trụ trì là phải để cái bản gọi là thông báo là nghe pháp có thưởng để dụ người ta đến nghe. Mà quý vị đến đây quý vị nghe như vậy là phải nói là chúng tôi quá hoan hỷ rồi. Chứ không phải dễ kiếm được như đây người ngồi nghe pháp đâu có dễ. Chúng tôi đi thuyết pháp nhiều chúng tôi biết. Có nhiều đạo tràng có 10 người, 20 người à. Còn mình đây được nhiều vậy? Biết không? Được 100 không? Trời ơi, cuối năm mà được 100 này đầu năm phải 200-300 mà nghe. Chỗ ta. Thôi thì kính thưa quý vị, hôm nay lần đầu tiên chánh định được duyên lành thầy trụ trì mời về đây. Trước là để gặp gỡ quý vị. Quý vị ở đây có người nào lần đầu tiên gặp chúng tôi không? Có ai gặp lần thứ hai không? Ồ vậy hả? Gặp ở đâu?
Trời ơi, Dư không, nó gặp thật qua đây nè, gặp TikTok không tính nghe, một lần phải không? Đó, gặp trên mạng không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Gặp TikTok hết hồn hết vía luôn, mà được sự yêu thương của quý vị rất là nhiều, cho nên chúng tôi không biết nói gì hơn nữa, rất là vui mừng. Cảm niệm công đức của quý vị rất là lớn. Trước khi dứt lời, một lần nữa xin niệm ơn đại đức trụ trì, xin cảm ơn toàn thể quý vị đã cho chánh định một cái khoảng không gian thời gian buổi sáng tuyệt vời quá để chia sẻ thành công cái bài giảng này. Một lần nữa chúc quý vị cuối năm rồi thật nhiều sức khỏe, gia đình thì an vui và gặp được nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.